sang nằm để cho nhân viên massage. Hiện nay thì anh ấy rất là tê, mặt rất là phê, đang hưởng thụ một buổi massage của khu Tết. Xin được phép bắt đầu. Trước hết là đặt cu tết nằm ấp xuống như thế này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Giống như là một cái con ếch vậy đó. Đó. Cái tay của mình sẽ vuốt từ cái phần lưng vuốt xuống trước. Sau khi phần lưng vuốt xuống xong rồi thì tới mình di cái ngón cái. Di lên, di xuống, di lên, di xuống và vuốt lên, vuốt xuống như thế này. À, cu tết cảm thấy rất là đã mặt. Cái mặt rất là biết hưởng thụ, rất là biết có người đang massage cho mình và nó đã như thế nào. Ôi, mai mốt lớn lên tốn tiền đi massage nữa nha con, tại vì từ nhỏ đã được tập quen rồi. Rồi bây giờ thì tới cái đầu ngón tay của mình. Mình bò như thế này. Bốn đầu ngón tay. Đó, cho coi cận mặt cô Tết nè, cô Tết cười khác coi. Đúng rồi, có người đang quay phim đó. Đã nè. Mặt hưởng thụ, rất là phê. Rồi xong rồi thì mình lấy cái ngón trỏ, mình vuốt lên, kéo xuống. Rồi không hề la, không hề khóc gì hết, bởi vì rất là sung sướng mà. Rồi mình vuốt tay trái tay phải, vuốt cái lòng bàn tay mình vuốt từ trên xuống dưới. Xong rồi tới phần đầu. Rồi mình trở cái đầu của em bé qua, mình vuốt cái phần bên kia còn lại. Đây, mặt vẫn còn rất là phê. À, mình nắm lại cái giò. Nhất nhẹ nhẹ, hết sức là nhẹ nhàng nha. Chứ không phải là cầm mà giật đâu nghe. Người ta là trẻ sơ sinh đó. Hết sức là nhẹ đó, đã ghê chưa coi nè. Đó, nằm tê luôn nè. À, vẫn không hề khóc một chút nào luôn nè. Mà mặt còn đã nữa chứ. Cái mặt kia rồi xong rồi tới hồi nãy là nguyên cái cẳng chân, nguyên cái cặp giò, còn bây giờ là tới hai cái lòng bàn chân. À, cái lòng bàn chân mình cầm nhẹ nhàng như thế này ha, mình lấy hai cái ngón cái mình di rồi mình vuốt tiếp tục. Hồi nãy massage cái phần lưng rồi, bây giờ là tới massage cái phần ở phía trước, tới cái bàn chân ở trước. Lấy một chút dầu massage. Đây, chai dầu massage đây. Đây là cái dầu mà nó ghi là có cám gạo hay tinh chất gạo gì đó không biết nữa. Ha. Rồi. Nắng. Đã quá. Em cười nè. Em cười kìa. Mình cứ bóp nhẹ nhẹ hai cái chân như thế này nha. Nhớ là luôn luôn rất là nhẹ nhàng, không bao giờ được bóp mạnh. Đó, bóp nhẹ nhẹ như thế này. Rồi vuốt nhẹ nhẹ, hết sức là nhẹ. Đó, thì em bé không hề cảm thấy đau đớn gì hết, mà còn rất là đã. Ngọc tí ta tí tẩn kìa. Chào quý vị khán giả đi.
Cười đi, cười với mọi người coi nè. À, cười. Rồi bóp nhẹ nhàng cho em nè. Rồi bắt đầu lấy hai cái giò đạp xe đạp, cong lên giống như là mình đạp xe đạp vậy đó. À, cũng hết sức là nhẹ nhàng nha. Đạp xe đạp dịu dàng, nhẹ nhàng. Rồi mình lại bóp bóp, nắng nắng hai cái bắp dế, vuốt nhẹ xuống thật là nhẹ. Nhớ phải sử dụng dầu massage nha, chứ không có lấy lotion nha. Đây là dầu massage nha. Có ghi chữ massage oil nè. Đó. Có nhiều người lấy lotion nhưng mà nó sẽ không có trơn bằng cái dầu massage, nên là tốt nhất là cái loại dầu nào mình sẽ sử dụng cho loại dầu đó. Rồi giờ tới phần ngực nha. Vuốt nhẹ nè, hai cái tay vuốt nhẹ lên nè cái phần ngực rồi kéo xuống nè. Từ nãy giờ là cũng đã gần 10 phút trôi qua rồi nhưng mà em bé không hề khóc gì hết, bởi vì em bé thấy rất là đã. Rồi mình lại vuốt từ trên ngực xuống dưới bụng. Xin nhắc lại một lần nữa là tất cả mọi hành động đều phải rất là dịu dàng, nhẹ nhàng, êm ái. Rồi xòe bàn tay và khép những cái ngón tay lại nè. Mình vuốt hình tròn quanh cái bụng nè. Mình làm như thế này cũng sẽ giúp cho em bé không có bị bón đó. Em bé sẽ đi đại tiện rất là dễ dàng. Nếu như mà em bé nào mà bị cái chứng bệnh bị bón thì chúng ta cũng làm như vậy mỗi ngày, thì sẽ giúp cho em bé đi được dễ. Rồi hồi nãy là từ bên trái qua bên phải, bây giờ mình bên phải qua bên trái, ngược lại nè. Qua bao nhiêu cái thì ngược lại bấy nhiêu cái. Rồi bây giờ mình lại vuốt nữa, từ trên ngực vuốt xuống dưới bụng. Rồi mấy cái đầu ngón tay mình giống như là mình chơi đánh đàn vậy đó. Bấm bấm bấm, bấm nhấn nhấn. Nhột hả? Chắc là nhột. Khoái quá nè. Giờ tới massage cái tay nè, tập thể dục cho tay nè. Nắm nhẹ nhàng. Thôi đói bụng rồi ta. Cô quăng lại cô massage cái đầu. Bây giờ là tới phiên massage đầu nè. Cái khăn mình nãy thôi nè. Nắm đầu em bé lên. Bắt đầu chúng ta dì dì hai cái ngón cái cho cái phần trán. Cũng hết sức là nhẹ nhàng nha. Rồi xoa đầu nhẹ nhàng nè, để cho máu huyết lưu thông nè. Rồi xong. Rồi một buổi massage đến đây là kết thúc. Sau khi massage xong thì bây giờ cô Tết sẽ đi tắm. Xin chào tất cả mọi người, xin chào, bye bye.